Tao ơi. Đau hả Hải? Sao không đau? Ủa em nhớ em làm nhẹ lắm mà ta. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Trời ơi, cơ khớp em không nắng, em đi nắng vô cái sườn là sao em? Ủa, em nhớ em làm đúng mà ta. Đúng cái gì? Trời ơi, cái sườn dài của anh mà em làm như khúc gỗ mục, em làm cái rác em không nghe hả? Thôi em xin lỗi, em hứa nha, để em làm lại, đảm bảo luôn. Trời đất ơi, nè, làm kỹ kỹ giùm anh cái nha. Anh có tuổi rồi đó, làm cái hự một cái là sủi luôn đó. Rồi, đảm bảo. Cô nói là tay phải đặt lên tay trái, xong mày nhấn vô trong cái phần. Khoan này. Sao vậy? Em có chắc là em được đi học spa đàng hoàng không vậy Thảo? Dạ em chắc mà Hai. Trời ơi, cô em dạy vậy đó. Là hả? Tay phải đặt lên tay trái xong mày kéo vô. Em học bao nhiêu lâu rồi bây giờ mà còn lộng cao lộng cộng vậy? Thôi, Hai dỗ hoài, học 5 tháng chuẩn bị tốt nghiệp rồi đó. Chuẩn bị tốt nghiệp mà bây giờ còn lộng cộng như vậy mà không biết mình làm như thế nào? Ừ, thì nói chung là cô dạy em cũng không hiểu lắm cho nên là em mượn Hai thực hành nè. Nhưng mà em thấy em làm nhẹ mà ta đúng mà ta, cô dạy vậy đó. Học 5 tháng rồi, bỏ ra 100 triệu để học mà nói một câu là cô dạy không hiểu. Rồi tới khi nào em mới ra nghề, em mới mở spa để tự sống được nuôi bản thân đây? Trời ơi, Hai nói gì vậy? Em sắp tốt nghiệp là em có thể tự nuôi sống bản thân em được đó. Em không cần Hai lo cho em đâu. Khoan, nói tới cái chuyện là em có khách hay là em làm được để em nuôi bản thân em nha. Tới bây giờ là học 5 tháng rồi mà tới những cái massage cơ bản em còn chưa biết thì làm sao mà mở tiệm spa? Thì bây giờ em đang thực hành nè. Rồi bây giờ tay trái đặt lên tay phải hay tay nào đặt lên tay nào còn không biết nữa, làm sao mà làm? Thì anh cho em thử đi, biết đâu đúng sao? Thôi, học hành kiểu gì vậy Thảo? Khoan đợi em xíu. Alo. Alo, chị nghe nè, em tới chưa? À, ngoài cửa hả? Đợi chị xíu. Ai à, bạn tới rủ đi chơi à? Không có, em bút mẫu về, em thực hành. Cái gì? Em bút mẫu về, thực hành? Ủa? Tại nói chung em thấy tay nghề em cũng hơi yếu, nên là em tính mà bút cái bạn mẫu này về nè, em thực hành để cho nó lên tay. Khoan, nè, anh nói em nghe nè, ví dụ như em bút mẫu về đúng không? Thì em phải chắc chắn là em làm được hay chưa? Tại vì xem thường hoài. Nghe hết, nghe anh nói hết. Tại vì anh là người nhà với em, tại vì anh là anh ruột của em, cho nên là em lỡ làm anh đau, anh còn la, anh còn chửi em được. Còn người ta là được em thuê, được em trả tiền, người ta đau, người ta không có dám la, mà lỡ có cái gì một cái là chết luôn nha Thảo. Tại Hai sao á, chứ em thấy em làm nhẹ em chết à. Hai yên tâm đi, em làm được. Được không? Được, để em ra em đón bạn. Rồi gọi nó đi, anh ra mở cửa cho. Chị cảm ơn Hai. Em tới rồi hả? À, em lên đi, em lên ngồi đi. Bây giờ hả? Giờ làm gì chị? À, bây giờ hả? Bây giờ làm gì chứ ta? Thôi, em nằm sắp xuống. Không. À, em quỳ đi. Ấy là giờ chị làm cái gì chị nói đi rồi em ngồi cho nó đúng tư thế. Thôi ngồi vậy cũng được. Vậy em ngồi vậy đi, em ngồi xích vô. Bây giờ chị sẽ làm mấy cái bài cũng đơn giản lắm. Mấy cái bài mà massage nè, vai, rồi lưng, rồi cổ nè. Đơn giản lắm, yên tâm đi ha. Từ á, chị làm nhẹ nhẹ thôi, em chịu đau kém. Trời ơi, mấy cái bài này nhẹ nhàng lắm, em không có gì đau hết á. Ừ, massage mà. Bây giờ chị làm vai trước đi nha. Massage vai. Ủa chị làm nhẹ mà, đau hả? Đau lắm chị, đau muốn chết luôn á. Nhẹ mà ta. Vậy bây giờ chị kéo con cổ nha. Em thả lỏng nha. Nhẹ lắm. Ôi, sao vậy? Ủa, sao vậy? Ủa, cái gì vậy? Tôi đau. Nói sao nha. Hai. Cái gì vậy? Hai. Em lỡ làm trật cái khớp cổ của bạn rồi. Giờ con đưa bạn đi bệnh viện giúp em đi. Sao em? Em đứng dậy đó, dậy đưa xuống xe em chở đi bệnh viện. Từ thôi. Cái con này thiệt tình. Chết rồi. Anh em, bạn đó sao rồi anh? Bạn đó bị trật khớp cổ, bây giờ phải nắn chỉnh hình cổ lại. Nhờ bác sĩ nói á, là chắc không sao đâu. Thiệt tình luôn, không biết em làm cái gì vậy nè. Ủa mà rốt cuộc là em làm cái gì bạn đó mà để bạn đó nặng dữ vậy? Thì em cũng nắn theo cái bài mà cô dạy em đó. Lúc đầu á, bạn đó kêu đau thì em có làm nhẹ lại rồi. Tới cái bài mà kéo con cổ, tự nhiên em giật cái mà nó hét lên luôn. Nè, cái lúc mà em làm cho anh nó cũng rất là đau. Bây giờ em cho mẫu về làm, em làm người ta nhập viện luôn, em học hành kiểu gì vậy Thảo? Thiệt tình đó, là bây giờ em còn không tin em học được 5 tháng rồi đó. Mà em học ai? Em học ở đâu? Trung tâm nào?
Thì em học cô Hoàng này nè. Nhưng mà học 5 tháng rồi mà sao ra thực hành kỳ vậy? Lúc đầu á, cô dạy cũng nhiệt tình lắm. Nhưng mà không hiểu mấy bữa sau cô toàn là đưa clip cho xem mà. Rồi cô nói là xem clip rồi tự làm theo, tự học theo vậy đó. Ủa là sao? Anh đưa em 100 triệu đóng tiền học mà lên tới lớp thì chỉ ngồi xem clip thôi là sao? Ủa nếu như xem clip thì em ở nhà em mở clip ở trên mạng em tự học cũng được mà. Em có hỏi nhưng mà cô nói là học cần chi ghi chép nhiều, mình lớn rồi mình phải trưởng thành lên. Trời đất ơi, sao có chuyện này được? Học hành phải cho ra tới nơi tới chốn chứ. Rồi rồi em đưa anh địa chỉ ra đi, để anh qua bên đó anh coi như thế nào. Thiệt quá, em á mà học hành kiểu này mà ra đường á, mà tốt nghiệp xong ra mở tiệm làm hay gì đó là bán nhà đền cho người ta đó. Rồi giờ bạn nói sao rồi anh? Chắc không sao đâu, để chiều anh cho thằng Tinh nó lên kiểm tra. Còn anh thì đi qua bên trung tâm coi bên đó là sao cái đã. Nhưng mà em cũng phải có trách nhiệm với người ta chứ. Còn bên trung tâm đó nghỉ đi, anh cho tiền qua trung tâm khác học, uy tín hơn. Dạ, em biết rồi. Thôi đi. Ủa, chào cậu. Chào chị. Cậu là cậu An có đúng không? Dạ đúng rồi, tôi tên An. Tôi được bạn giới thiệu qua đây á. Nếu như vậy là cậu cũng đã tìm hiểu kỹ về trung tâm của chúng tôi rồi đúng không? Không. Có tìm hiểu nhưng mà tại tôi lắm. Bạn tôi nói tôi không hiểu gì hết trơn á, chị giải thích lại cho tôi có được không? Ok. Như thế này, học viên bên tôi á sau 6 tháng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đàng hoàng và có giấy phép hành nghề. Ủa mà lúc chị dạy á, chị có theo sát học viên không chị? Tại tôi bị chậm hiểu á. Cũng có chứ, nhưng mà cậu yên tâm đi, tất cả học viên bên chúng tôi đều rất là giỏi và thành công. Ai? Rất rất nhiều, bây giờ tôi kể ra thì cũng không nên, tại vì tôi phải có trách nhiệm là bảo mật danh tính cho học viên. Và cậu yên tâm đi, bây giờ tôi đã bỏ tiền ra tôi mở một cái học viện lớn như thế này thì làm sao có thể là không chuyên nghiệp được, có đúng không? Đúng hả? Mà nhiêu khóa chị? Tùy thuộc vào gói mà cậu chọn nữa, ví dụ như là body, về da, về phẫu thuật thẩm mỹ, về chỉnh nắng xương khớp, vân vân vân. Và nó sẽ dao động từ 30 triệu cho tới 100 triệu. 100 triệu? Ừ. 100 triệu đóng được, 100 triệu đóng được. Mà lúc mình học xong á, mình có thi thố hay là mình có kiểm tra lại khả năng cầm cái bằng ra để đi làm việc, làm nghề không chị? Cũng có chứ, nhưng mà cậu yên tâm đi, tất cả học viên bên tôi á, từ tháng thứ 3 cho tới tháng thứ 4 là tất cả các bạn đã thành thạo hết rồi, cho nên cậu yên tâm. Một khóa là 6 tháng là nửa khóa là nói chung là làm nghề được rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy cho tôi đăng ký học đi. Chị cho tôi đăng ký học cái lớp mà cái ngành mà cao tiền nhất, mắc tiền nhất á. Nhưng mà cho cuối buổi đóng tiền được không, tại đem theo không đủ tiền. Được. Như ngày hôm nay đi, buổi sáng hôm nay có một buổi học là về chỉnh nắng xương khớp với lại spa tổng hợp, thì cậu cứ đăng ký đi, đúng cái gói 100 triệu mà cậu mong muốn đó. Ok. Thì chị dẫn đi. Ok, mời cậu. Tôi tính là hết bữa nay rồi tôi nghỉ á. Hai người có nghỉ không? Tiền thì mất rồi. Xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cậu An, là học viên mới của trung tâm chúng ta. Tất cả mọi người cho cậu ấy một tràng vỗ tay đi. Rồi, xong. Thêm một con gà máy dầu nữa. Hả, cái gì? Để không làm tốn quá nhiều thời gian của mọi người thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học bài mới. Ê, đây. Ủa, khoan. Ủa sao tiện học bài mới? Tôi mới vô học mà sao biết gì được đâu học bài mới. Bài mới là bài gì? Ai biết đâu. Bật video bài nào thì coi bài đấy thôi. Ủa gì học gì không biết gì trơn ba. Ô chị ơi. Hồi nãy là tôi có trình bày với chị á, là tôi bị chậm hiểu á, mà giờ chị vô chị không giải bài cũ, không giải bài đầu tiên mà chị giải bài mới, giải năm ba nghĩa biết được đâu học. Tất cả học viên mới vào á đều như vậy hết, cho nên cậu hãy học hỏi các bạn ở đây đi ha. Ủa là sao, trả đóng tiền học chị thì không học chị thôi chứ tiền học hỏi mấy người này biết gì đâu học. Rồi giờ sao, nếu như mà cậu không muốn học á thì cậu rời đi, đừng có ở đây làm ảnh hưởng tâm lý tâm trạng của mọi người nha. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mọi người vô đây đóng mấy chục triệu xong rồi ngồi không thực học gì hết trơn rồi ngồi không vậy hả? Chịu thôi anh trai, giờ lỡ đóng tiền vô đầu, học hay không học cũng mất tiền thôi. Ủa tính đàn tôi luôn. Ủa sao nói vậy? Ôi mọi người để học gì kỳ cục vậy, sao làm ăn vậy? Trời ơi trời thâu á, ơ đầu lắm. Kêu đóng tiền vô, rồi cô giáo trực tiếp chỉ dạy kèm 1-1, kèm 1-5.
xong cái vô đấy đóng tiền vô, xong cái giờ sớm chùm ngầu vậy đấy, rồi xong cái mở cái video lên coi cái video vậy không ấy, nó có dạy gì đâu mà ban đầu vô hả quảng cáo ghê lắm. Ủa ghê lắm hả? Ấy bây giờ tụi này mới tin rồi đóng tiền vô hả, không có dạy gì đâu. Giờ chỗ anh em mới vô nè, nếu mà chưa đóng tiền nha, tôi khuyên anh đừng có đóng tiền vô, đóng tiền là mất tiền á. Nè, cậu nói đủ chưa? Nếu như mà cậu không muốn học á thì cậu bước ra khỏi đây. Tôi không có mượn cậu ở đây. Còn mấy người nữa, muốn đi thì đi đi. Tôi đâu có mượn mấy người đâu. Còn cậu nữa, biến ra khỏi đây. Không tôi gọi bảo vệ lên còng đầu cậu đó. Trời đất ơi, cái lúc mà mới vừa vô á, ăn nói đồ nọ dữ dằn lắm, tưởng là dân có học thức. Ôi ai dạy thức vô học. Rồi sao? Hả? Tính tới đây phá tao đúng không? Nè, tao nói cho tụi mày biết nha, không có tụi mày á thì ngoài kia kìa có rất nhiều người muốn năn nỉ tao học mà không được kia kìa. Rồi vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là sau bữa hôm nay á là chị không còn dạy được ai nữa đâu. Cái thằng như mày á làm gì được tao? Tôi nói chị biết mà, thật ra hôm nay á tôi đến đây không phải là tôi học, mà tôi đến để tôi coi thử cái trung tâm của chị đó ăn dạy như thế nào. Em tôi đã từng học ở đây và bây giờ nó ra ngoài nó hành nghề, nó làm sao mà người ta nhập viện luôn. Chị nói tôi đúng không? Tôi, nhưng mà tôi biết làm gì chứ bên sở văn hóa đó. Rồi sao? Mày tính làm gì? Thì tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ nhờ bên sở văn hóa là tước giấy phép kinh doanh và tước giấy phép hành nghề của chị thôi, đơn giản. À mọi người, để tôi làm nhân chứng nha. Ok. Rồi, mời chị.